Minute 25. How many prawns? Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Anh Giao Tiếp, một chương trình dạy tiếng Anh được phát sóng trên đài truyền hình nhằm giúp các bạn tăng cường các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, đặc biệt là các kỹ năng nghe và nói. Chúng tôi hy vọng chương trình đã phần nào giúp các bạn tăng cường khả năng nghe và nói tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp khác nhau. Các bạn có nhớ trong bài trước chúng ta đã học những gì không? Chúng ta cùng làm một bài tập ôn lại những gì đã học trong bài trước. Các bạn hãy khớp các đặc tính sau với 4 loại rượu vang được nhắc tới trong bài số 24. Too much fruit. Most popular. Attractive. World class. Tên 4 loại rượu là Chardonnay, Riesling, Cabernet Sauvignon, Shiraz. Chúng ta bắt đầu. These are our whites. Why don't you try the Chardonnay first? It's our best-selling wine. Lovely. Good fruit. Perhaps a little immature? Yes, it's made from some of our youngest vines. It is our most popular white at the moment. Try this Riesling. It's very pale, isn't it? A lot of our customers are finding it very attractive. It's a bit too dry for our market. I think we'll leave that one. But I like the Chardonnay. I think we can sell that. Excellent. Let's try the reds. Our reds are as good as any you'll find around here. What have we got here? This is our Cabernet Sauvignon. It's very popular. A bit too much fruit at this stage. I understand it wasn't a good year for Cabernet in this district. You know your wines, Miss Lee. I try to be prepared. What's your best red? This one. Our Shiraz. And we think it's world class. It's a lovely colour. Deepest red. What vintage is this? It's 3 years old now. It'll drink well for years yet, but you can drink it right now too. And what's the price? Well, it's our most expensive wine at $50 retail. I'll think about it. It's certainly got potential, but there are a lot of wines around in this class these days. We've got a lot of competition, Tim. That's for sure. But we can work out a special price for you if you're interested. I'm definitely interested. This is very good. Sarah knows our requirements and pricing position. I'm sure you can work out something with her. I'm sure we can. Các bạn có thể theo dõi đáp án trong trang web của chương trình, bài số 24. Tên trang web là www.australianetwork.com. Còn bây giờ chúng ta chuyển sang bài số 25. Chắc các bạn còn nhớ là An đã nói là cô sẽ nấu một bữa ăn tối theo kiểu Trung Quốc cho Sarah và Mark thưởng thức. Hôm nay An đi chợ mua một số đồ để nấu ăn. Mời các bạn theo dõi phim và học cách sử dụng các từ, nhóm từ, chỉ số lượng đi với các danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Cách sử dụng sun và any. Chúng ta bắt đầu. Who's next, please? Can I have some prawns, please? Fresh, frozen, or cooked? Frozen, please. How much do you need? About 500 grams, please. Maybe $10, thank you. Thank you. Thank you. Can I help you? Some of these leeks. How many left? Three. Something else? Some ginger. Right there, left. Oh, right. Just this piece, please. Okay.
Do you have any bean sprouts? Yes, we do. How much would you like? About 100 grams. You have more? Yes, thanks. That'll be $4, thanks. Thank you. Không biết người đàn ông mà An nhìn thấy trong khu chợ là ai? Các bạn sẽ biết trong các bài sau của chương trình. Trước khi theo dõi lại phim và làm bài tập nghe hiểu, xin mời các bạn học một số từ chỉ các loại thực phẩm khác nhau An đã mua. Prawn, prawn, tôm. Leek, leek, tỏi tây. Ginger, ginger, củ gừng. Bean sprout, bean sprout, giá đỗ. Không biết là An